Xin kính chào quý vị khán giả, Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo thống kê của Vietnamnet, trong tháng 3 ghi nhận 25 ngân hàng thương mại giảm lãi suất, nhưng có rất ít ngân hàng điều chỉnh giảm nhiều hơn một lần, chỉ 6 ngân hàng, trong khi những tháng trước có rất nhiều nhà băng giảm lãi suất từ 2 đến 3 lần trong một tháng. Hơn nữa, biên độ giảm lãi suất của các ngân hàng trong tháng 3 cũng không còn được lớn như trước đó. Đáng chú ý là chỉ hơn 10 ngày, cuối tháng 3 đã có 4 ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động gồm SHB, Saigon Bank, Exim Bank và VP Bank. Liệu rằng đây có phải là xu hướng mới trên thị trường lãi suất trong tháng 4 này khi 3 trong số 4 ngân hàng vừa tăng lãi suất huy động là những ngân hàng lớn có ảnh hưởng nhất định đến cục diện thị trường? Trong đó, ông lớn VP Bank là ngân hàng duy nhất tăng lãi suất tiền gửi đối với tất cả các kỳ hạn, với mức tăng từ 0,1 đến 0,2 điểm phần trăm. Hiện lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1 tháng áp dụng với tiền gửi dưới 10 tỷ đồng tại VP Bank tăng lên 2,4% một năm. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 2 đến 5 tháng là 2,7% một năm, 6 đến 11 tháng là 4,2% một năm, 12 đến 18 tháng là 4,5% một năm và 24 đến 36 tháng là 4,9% một năm. Đối với tài khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng và tài khoản tiền gửi từ 50 tỷ đồng trở lên, lãi suất lần lượt cộng thêm 0,1 và 0,2 điểm phần trăm. Ngoài ra, VP Bank cũng áp dụng chính sách khách hàng ưu tiên với số dư tối thiểu 100 triệu đồng và gửi kỳ hạn tối thiểu 1 tháng sẽ được cộng thêm 0,1% một năm so với lãi suất niêm yết hiện hành. Như vậy, mức lãi suất huy động cao nhất tại VP Bank có thể lên đến 5,2% nếu khách hàng gửi từ 50 tỷ đồng kỳ hạn 24 đến 36 tháng. Trước đó, ngày 26 tháng 3, SHB điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại một số kỳ hạn. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến, kỳ hạn 1 và 2 tháng cùng được điều chỉnh tăng lên 2,8% một năm, sau khi lần lượt tăng thêm 0,2 và 0,1 điểm phần trăm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tăng 0,1 điểm phần trăm lên 4,9% một năm, kỳ hạn 13 đến 15 tháng tăng 0,2 điểm phần trăm lên 5% một năm, kỳ hạn 18 tháng tăng 0,1 điểm phần trăm lên 5,2% một năm. Tại Exim Bank, lãi suất huy động tại các kỳ hạn 1 đến 3 tháng bất ngờ được điều chỉnh tăng thêm 0,3 điểm phần trăm. Theo đó, kỳ hạn 1 tháng tăng lên 3,1% một năm, lãi suất kỳ hạn 2 tháng là 3,3% một năm và lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng là 3,4% một năm. Ngày 19 tháng 3, Sacombank bất ngờ tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 18 tháng tăng 0,2 điểm phần trăm lên 5,4% một năm, kỳ hạn 24 tháng tăng 0,3 điểm phần trăm lên 5,7% một năm và lãi suất kỳ hạn 36 tháng tăng thêm 0,4 điểm phần trăm lên mức 5,8% một năm. Tuy nhiên, ngoại trừ VP Bank tăng lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn, ba ngân hàng còn lại chỉ tăng nhỏ giọt với một số kỳ hạn tiền gửi nhất định. Nhiều khả năng lãi suất huy động sẽ có những biến động trái chiều trong thời gian tới thay vì chỉ điều chỉnh hướng giảm trong suốt một năm đã qua. Theo chuyên gia tài chính, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, dù có một số ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất, xu hướng chủ đạo của thị trường lãi suất huy động trong thời gian tới vẫn sẽ là giảm. Lý do theo chuyên gia là do một phần lượng tiền trong ngân hàng còn rất nhiều, đặc biệt là lượng tiền gửi kỳ hạn ngắn. Doanh nghiệp chưa có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh dẫn đến dư cung, bằng chứng là tăng trưởng tín dụng 2 tháng đầu năm âm. Theo thống kê, tính từ khi Ngân hàng Nhà nước bắt đầu bán tín phiếu trở lại trên thị trường mở, cơ quan này đã hút ròng 144.697 tỷ đồng. Tính đến cuối tuần trước, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, một tuần, hai tuần lần lượt giảm 0,66%, 0,62%, 0,25% xuống 0,13%, 0,48%, 1,18%. Tín dụng tháng 1 giảm 0,6% theo Phó Thống đốc Đặng Minh Tú do thời vụ và khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp yếu chứ không do cơ chế. Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, đến cuối tháng 1, tín dụng toàn hệ thống ngân hàng giảm 0,6% so với cuối năm 2023. Diễn biến này có phần ngược chiều với con số tăng trưởng tín dụng tăng mạnh trong tháng 12 năm trước, cũng như quyết tâm đẩy nhanh tín dụng của cơ quan điều hành ngay từ đầu năm nay. Tín dụng giảm trong tháng 1 là tình trạng chung những năm gần đây, Phó Thống đốc Đặng Minh Tú nhận xét. Theo ông, nguyên nhân đầu tiên là tính chất quy luật của thị trường. Giai đoạn đầu năm, tín dụng thường không tăng, doanh nghiệp hạn chế vay nợ đầu năm mới. Ngoài ra, một phần nguyên nhân đến từ khó khăn chung của nền kinh tế, khả năng hấp thụ vốn, nhất là vay tiêu dùng đang gặp khó. Ngân hàng Nhà nước đã phân bổ rung tín dụng toàn bộ ngay từ đầu năm, rất rộng rãi. Tín dụng giảm trong tháng 1 không phải do cơ chế chính sách,
Phó Thống đốc khẳng định. Theo CEO Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng, đến hết tháng 1, dư nợ cho vay của ngân hàng này giảm 2,3%, tương ứng khoảng 30.000 tỷ đồng so với cuối năm 2023. Trong đó, tín dụng bán buôn giảm 19.000 tỷ, còn tín dụng bán lẻ giảm 11.000 tỷ đồng. Với mảng tín dụng bán lẻ, nguyên nhân cho vay giảm trong tháng 1 do xu hướng vay bất động sản tiêu dùng suy giảm. Tình hình kinh tế khó khăn, thu nhập người dân giảm, thị trường bất động sản trầm lắng khiến nhu cầu vay mua nhà giảm. Ông Tùng giải thích và nói thêm, số dự án mới được cấp phép cũng ít hơn khiến nguồn cung hạn chế. Ở khía cạnh bán buôn, vướng mắc pháp lý là vấn đề lớn với nhu cầu đầu tư mở rộng của nhiều doanh nghiệp. Vietcombank cho biết đã phối hợp với khách hàng để tháo gỡ khó khăn, nhưng xử lý vướng mắc pháp lý cần nhiều thời gian. Ngoài ra, trong bối cảnh này, doanh nghiệp cũng ngần ngại đầu tư mới, mở rộng kinh doanh dẫn tới giảm vay vốn. Một yếu tố đặc thù của Vietcombank là tỷ trọng dư nợ ngắn hạn bán buôn thường chiếm tỷ trọng lớn, dư nợ cho vay thanh toán quốc tế có yếu tố thời vụ. Tâm lý chung của khách hàng là ngại vay nợ trong tháng đầu tiên của năm, CEO Vietcombank cho biết. Tương tự, Vietcombank, dư nợ tín dụng của BIDV cũng giảm 1,25% so với cuối năm trước, tương đương khoảng 25.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đại diện nhà băng này cho biết mức giảm này là thường thấy những năm gần đây. Ông Phạm Toàn Vượng, tổng giám đốc Agribank cũng cho rằng vấn đề tăng trưởng tín dụng hiện tại chỉ phụ thuộc ở phía doanh nghiệp. Chưa khi nào khách hàng vay vốn có điều kiện thuận lợi như bây giờ. Với những khách hàng tốt, các ngân hàng thậm chí còn tranh nhau rất quyết liệt. CEO Agribank nói, theo ông, việc dư nợ cho vay giảm còn một lý do khác là khách hàng chuyển ngân hàng vay bởi những cạnh tranh về lãi suất, chính sách đang rất quyết liệt. Năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã giao toàn bộ hạn mức tín dụng cho các nhà băng ngay đầu năm với định hướng tăng trưởng cả hệ thống năm 2024 là 15%. Việc cấp chỉ tiêu và chủ động điều chỉnh hạn mức room cho từng nhà băng được Ngân hàng Nhà nước thực hiện mà không yêu cầu họ phải gửi đề nghị cấp thêm. Đây là điểm khác biệt trong cách điều hành so với mọi năm, khi room thường chia nhiều đợt và yêu cầu các nhà băng gửi đề nghị. Đầu tháng 2, khi kết quả tăng trưởng tín dụng thấp, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các nhà băng phải đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng tín dụng. Cơ quan điều hành cũng yêu cầu tăng trưởng phải đúng, trúng mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu vốn nền kinh tế. Đồng thời, các ngân hàng phải hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, kiểm soát đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả. Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng nhiều lần có các công điện về việc đẩy vốn ra nền kinh tế. Cuối tháng 11/2023, Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng nhà nước rút kinh nghiệm từ việc điều hành tín dụng chậm trong năm 2022. Theo ông, việc điều hành cần kịp thời, hiệu quả, bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng cho nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, tuyệt đối không để tắc nghẽn, ách tắc, chậm trễ, không đúng thời điểm. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, cơ cấu vốn của các doanh nghiệp bất động sản đã thay đổi rất mạnh trong 2 năm qua. Trong khi tỷ trọng vốn tự có, vốn đầu tư nước ngoài khá ổn định, thì tỷ trọng nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp và tín dụng ngân hàng biến động mạnh theo chiều hướng doanh nghiệp ngày càng lệ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Cụ thể, năm 2021, nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp chiếm 31% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp bất động sản, thì đến năm 2022, vốn trái phiếu doanh nghiệp chỉ còn chiếm 7,7% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Ngược lại, năm 2021, tín dụng mới chiếm 46% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp bất động sản, thì năm 2022 đã tăng lên gần 74%. Xu hướng này tiếp tục diễn ra trong năm 2023. Đây cũng là lý do khiến các doanh nghiệp bất động sản luôn kiến nghị ngành ngân hàng cho vay. Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh. Trong khi đó, theo khảo sát của Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng ngân hàng BIDV, năm 2023, tín dụng ngân hàng chiếm 54% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp có sự phục hồi trở lại và chiếm 26%, vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 10%. Tiến sĩ Lực cho rằng cần có cấu trúc vốn bền vững hơn cho các doanh nghiệp bất động sản theo hướng giảm tỷ trọng vốn vay ngân hàng, tăng tỷ trọng nguồn vốn khác, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp và vốn đầu tư nước ngoài. Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, năm 2023, tín dụng bất động sản tăng 6,75%, trong đó cho vay tiêu dùng bất động sản giảm 0,7%, nhưng cho vay kinh doanh bất động sản tăng tới 22%. Cơ cấu huy động vốn và cho vay vẫn tồn tại rủi ro mức cân đối kỳ hạn. Huy động vốn ngắn hạn chiếm trên 80%, trong khi 50% tổng dư nợ cho vay là trung, dài hạn. Mặt khác, theo Ngân hàng Thế giới WB, Việt Nam đang nằm trong nhóm nước có tỷ lệ tín dụng GDP cao nhất thế giới. Các chuyên gia kinh tế kỳ vọng thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ ấm trở lại thời gian tới để cung ứng thêm vốn trung, dài hạn cho doanh nghiệp và giảm áp lực cho tín dụng ngân hàng. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế, tài chính, bất động sản bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.